đó sẽ lùi qua phía sau đó. Và cái mẫu đó còn bình thường nó sẽ là tiến không lùi ha. Đó à, xin chào các bạn, mình đến từ Asen. Hôm nay mình xin giới thiệu cho bạn hai mẫu sản phẩm tàu mới ha. À, một mẫu sản phẩm đó là tàu chiến điều khiển à, và cái mẫu này thì sống 24 à, còn cái mẫu thứ hai là cái mẫu tàu cano điều khiển như thế này ha, và sống là radio. À, và cả hai tàu này thì điều khiển rất là thú vị ha. Và đây là bộ remote của mẫu tàu 624 với mã sản phẩm là 3319 đó. Và phía sau có, sẽ có một cái hút để pin ha, bốn cục pin ở đây đó. Và ở đây nó có một dây sạc, thì sau khi chúng ta xài hết pin đó, thì chúng ta sẽ sạc với bộ dây sạc như thế này ha. Các bạn chỉ cần cắm trực tiếp vào đây như thế này đó, chúng ta chỉ cần cắm vô. Đó. Và sau đó chúng ta bật công tắc lên thì sau khi sạc đầy nó sẽ báo đèn ở trên cái chiếc tàu của chúng ta ha, trên bộ điều khiển nè. Và cái tàu này cũng như vậy ha, ở đây có một dây sạc, chúng ta sẽ cắm trực tiếp đó. Đó thì sau khi hết pin đó, chúng ta sẽ gỡ cái chấu trắng này ra, chúng ta sẽ ghi trực tiếp vào đây đó. Bây giờ mình sẽ để vào nước và test thử hai cái mẫu tàu này các bạn xem ha. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái chậu nước cho chúng ta rồi. Thì cái mẫu tàu này á, khi ở trên bờ thì nó sẽ không hoạt động được à, chúng ta mở công tắc lên à, thì bấm sẽ không hoạt động được ha à, do là nó có một cái dây mát dưới đây nè, khi chạm vào nước á à, thì đèn mới sáng lên như vậy nè. Còn chúng ta có thể test thử một cách đụng hai tay vào, đèn sẽ nhấp nháy như này à, khi kính nói thì đèn nó sẽ đứng lại ha. Đó mình để xuống chưa kính nói, đèn nhấp nháy, khi mở remote lên thì nó sẽ đứng đèn à, khi đó đã được kính nói ha. Và con này bên đây có năng là tiến lùi à, xe trái xe phải, còn đây là tiến nhanh à, lùi nhanh ha. Đó ở đây là xe phải nè, tiến nè. Do đây là trong văn phòng cho nên không có hồ nước rộng, cho nên mình chỉ test ở trong cái xô như thế này thôi đó. Còn ở đây là tiến nhanh thì chúng ta bấm thì nó sẽ tiến lên nhanh ha à, hoặc đây là lùi nè, nó sẽ lùi qua phía sau đó. Và cái mẫu tàu thứ hai mình xin hướng dẫn cho bạn cách kết nối, đó là mẫu tàu này thì bình thường á thì mẫu tàu chúng ta khi bật công tắc lên chúng ta sẽ không có kết nối được ha. Đó à, muốn kết nối được á thì các bạn sẽ rút cái chấu trắng này ra nè, các bạn rút ra ha. Chúng ta sẽ ghim cái chấu đen này vô đó, thì chúng ta bấm lên tàu nó sẽ hoạt động đó. Rồi mình sẽ lấy cái tàu này ra à, rồi còn mình trái ngang tiếng lùi ở này trái phải. À, các bạn lưu ý là muốn quẹo trái phải nhanh đó, chúng ta cần giữ nút tiến và nút quẹo trái thì nó sẽ quẹo nhanh ha. Đó còn bình thường nó sẽ là tiến không lùi ha. Đó đó, lưu ý là khi chúng ta chơi á thì chúng ta sẽ đậy cái nắp đen này lại ha, để cho nước nó không vô đó à, cho nước nó không vô bên trong ha. Và chúng ta sẽ đậy nắp đen lại đó. Tàu này thì không cần ngắt kết nối, còn chúng ta muốn ngắt kết nối đó, thì chúng ta cũng phải cắm lại cái dây trắng vô để cho nó ngắt kết nối. Trường hợp bạn nào quên cắm thì sau khi để thời gian lâu thì nó sẽ hết pin, sẽ chai pin. Lý do là gì? Khi chúng ta rút cọng dây trắng ra thì nó sẽ vẫn kết nối bình thường ha. À, bấm tiếng nó vẫn kết nối bình thường. Đó. Còn chúng ta chỉ cần để cọng này vô thì nó sẽ không kết nối được. Thì khi đó chúng ta sẽ được tiết kiệm pin đó. Và nếu bạn mua sản phẩm này các bạn có thể truy cập vào website asen.vn và gõ với một từ khóa là, với mẫu sản phẩm tàu chiến thì bạn sẽ gõ với một từ khóa là 3319 ha.
Và cái mẫu sản phẩm Cano này á, thì các bạn sẽ gõ với một từ khóa là 777-218. Riêng với cái mẫu sản phẩm này á, bạn sẽ được kèm theo hai cái cánh quạt dùng để thay thế ha. Đó. Và bên mình sẽ luôn update nhiều mẫu sản phẩm mới, độc đáo và thú vị sẽ gửi đến các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.